một phương pháp tự nhiên mạnh mẽ nhất cho xương chắc khỏe, các khớp bị đau, gout, bệnh viêm khớp dạng thấp, sưng đau khớp gối, sưng đau khớp cổ, vai gáy hay thoái hóa xương. Một phương pháp rất tự nhiên và đơn giản mà bạn có thể thực hiện ngay sau khi xem video này. Bạn sẽ thấy các khớp xương linh hoạt hơn, không còn đau, sưng tấy, cứng khớp vào buổi sáng hay đau nhức toàn thân mệt mỏi. Một loại hạt tuy nhỏ bé nhưng tác dụng của nó vô cùng tuyệt vời đối với xương khớp và mạnh mẽ. Hãy theo dõi video này từ đầu đến cuối, rất nhiều mẹo hay và chia sẻ hữu ích đang đón chờ bạn. Và bây giờ chúng ta cùng thực hiện. Thành phần đầu tiên cho công thức ngày hôm nay đó chính là vừng. Bạn có thể sử dụng vừng đen hoặc vừng trắng đều được, nó rất mạnh mẽ. Vừng có chứa khoáng chất vi lượng rất dồi dào và cần thiết cho cơ thể, của sức khỏe, xương khớp và răng như là canxi, phosphor, kẽm, mangan, sắt, magie, đồng. Các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể chống lại các gốc tự do, chính là các phân tử có thể gây tổn hại đến các tế bào trong cơ thể. Và các gốc tự do được cho là góp phần gây lão hóa, bệnh tim và một số bệnh ung thư. Bạn sẽ cần 150g vừng cho công thức này. Đầu tiên, các bạn hãy rửa thật sạch nó với nước nhé. Hãy đảm bảo bạn sẽ loại bỏ hết phần bụi bẩn bám phía ngoài hạt của nó. Sau khi các bạn đã rửa sạch phần vừng như thế này rồi thì các bạn hãy cho nó vào một cái chảo và đặt lên bếp, sau đó hãy rang thật thơm phần vừng này lên nhé. Hạt vừng là một nguồn cung cấp chất béo rất lành mạnh, protein, các vitamin nhóm B, chất xơ, chất chống oxy hóa và các hợp chất thực vật có lợi khác, giúp giảm lượng đường ở trong máu, chống lại các cơn đau do viêm khớp, giảm cholesterol. Với những ai đang gặp vấn đề về xương khớp, viêm khớp, đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy hay thậm chí là gút thì bạn nên có một chế độ dinh dưỡng nhiều rau xanh, đặc biệt là bổ sung các loại rau họ cải như là cải bó xôi, cải ngồng hay cải xoăn, cải bẹ xanh, vân vân. Thực hiện việc thanh lọc gan trong 9 ngày để giảm tải các độc tố trong cơ thể và chữa lành những tổn thương. Đồng thời trong thời gian bạn tiến hành thải độc, bạn nên ăn chay healthy với 80% là rau củ quả tươi sống và 20% là nấu chín. Trong thời gian này các bạn nên bổ sung thêm hành và tỏi tươi ăn kèm trong các bữa ăn. Đây là một cách giúp bạn điều trị chứng viêm rất hiệu quả. Sau khi các bạn rang xong như thế này, hãy chia phần vừng ra thành 3 phần, mỗi phần 50g các bạn nhé. Mình sẽ có 3 công thức mà bạn có thể áp dụng. Hãy sử dụng phương pháp nào mà bạn cảm thấy phù hợp nhất. Công thức thứ nhất dành cho những ai mắc bệnh tiểu đường cũng có thể áp dụng được. Bạn sẽ cần 50g hạt vừng đã rang. Tiếp theo, bạn sẽ cần chuẩn bị dầu ô liu. Dầu ô liu được xem như một người bạn đồng hành của những ai đang bước vào tuổi trung niên có nguy cơ loãng xương, giúp cải thiện hấp thu canxi, magie và kẽm. Đây là ba loại khoáng chất rất cần thiết để duy trì mật độ của xương. Ngoài ra còn thúc đẩy sự hấp thu các vi chất dinh dưỡng tan trong dầu như vitamin A và vitamin D. Bạn sẽ cần 3 thìa canh dầu ô liu, nó tương đương với 30g dầu ô liu cho công thức này. Mình sẽ để sang một bên. Bạn sẽ cần chuẩn bị thêm một chút xíu muối cho công thức này nhé. Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một máy xay, cho phần vừng này vào và xay phần vừng này trước. Sau đó thì các bạn sẽ cho tiếp phần dầu ô liu và muối vào xay chung. Bạn sẽ cần từ 4 đến 5 phút để có thể xay được hỗn hợp này thật nhuyễn. Đây là một phương pháp tự nhiên rất tốt cho xương và khớp của chúng ta hiện nay, đặc biệt là giúp bạn giảm tình trạng sưng viêm, đau nhức do căn bệnh này mang lại. Nó sẽ ngăn chặn sự mất đi của xương, giảm tình trạng viêm, tăng cường sức khỏe của sụn, sự dẻo dai của các khớp xương. Sau khi các bạn đã xay xong được như thế này rồi thì các bạn hãy cho nó vào một cái hũ đã được tiệt trùng sẵn. Mỗi ngày các bạn sẽ sử dụng một muỗng cà phê như thế này vào buổi sáng trước khi ăn. Hãy chú ý là những ai đang bị dị ứng với vừng hay mè thì không nên áp dụng phương pháp này. Công thức thứ hai mình muốn chia sẻ tới các bạn ngày hôm nay đó chính là các bạn hãy chuẩn bị 50g vừng đã rang chín, một thìa canh dầu ô liu, một chút muối, một hũ thủy tinh.
Bạn hãy trộn một muỗng dầu ô liu cùng với vừng rang chín như thế này, sau đó thêm muối vào và trộn thật đều. Sau đó thì các bạn sẽ cho vào hũ thủy tinh. Phương pháp này là một phương pháp mà tất cả các đối tượng đều có thể sử dụng. Các bạn có thể ăn kèm với cơm, với bánh mì, hoặc là đơn giản hơn, hãy nhai một thìa cà phê vào mỗi buổi sáng là được. Bạn sẽ nhai thật kỹ hỗn hợp này rồi mới nuốt. Cách thứ 3, cách này thì phù hợp với hầu hết tất cả các đối tượng. Bạn sẽ cần 50g vừng rang chín và 100g mật ong. Mật ong là một nguồn cung cấp canxi. Chỉ trong một muỗng siro mật ong, bạn sẽ nhận được 41mg canxi. Và mật ong được biết đến với công dụng rất tuyệt vời như một chất làm ngọt tự nhiên, chống viêm, chống oxy hóa và kháng khuẩn. Trong mật ong có thành phần chủ yếu là đường, cũng như các hỗn hợp axit amin, vitamin, khoáng chất, sắt, kẽm và các chất chống oxy hóa. Nó thường được sử dụng như một chất làm ngọt trong thực phẩm, cũng như được sử dụng như một loại thuốc. Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một hũ thủy tinh, cho toàn bộ phần vừng và mật ong vào, sau đó trộn đều với nhau nhé. Đây là một phương pháp tự nhiên giúp bạn bổ sung được canxi tự nhiên, giúp cơ thể hấp thu sắt một cách tự nhiên nhất. Bên cạnh đó, hỗn hợp này còn có tác dụng rất tuyệt vời đối với sức khỏe tổng thể của cơ thể, giúp cho tim mạch được khỏe mạnh, ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, giảm huyết áp, bảo vệ gan trước các độc tố gây ra, ngăn ngừa ung thư, tăng cường miễn dịch, giúp cho da và tóc khỏe mạnh. Mỗi ngày các bạn sẽ sử dụng một thìa cà phê hạt như thế này, hãy nhai thật kỹ trước khi nuốt. Hãy lựa chọn một trong ba cách, cách nào mà các bạn cảm thấy phù hợp nhất thì hãy áp dụng nó nhé. Và điều quan trọng với bạn ngay lúc này đó là nếu như bạn đang gặp bất cứ vấn đề nào về sức khỏe, hãy thiết kế lại chế độ dinh dưỡng của mình thật khoa học và phù hợp với điều kiện của gia đình bạn. Trong thời gian này có thể áp dụng 6 bước sau trong 10 ngày để giúp cải thiện sức khỏe tổng thể của bản thân. Bước thứ nhất, tiến hành thanh lọc gan trong 9 ngày như mình đã hướng dẫn ở trên kênh và mình sẽ để link ở phía dưới video này. Bước thứ hai, ăn chay healthy với 80% là rau củ quả tươi sống, 20% là nấu chín. Đặc biệt trong thời gian này bạn nên ăn nhiều rau xanh, đặc biệt là các loại rau họ cải. Bước thứ ba, uống đủ nước mỗi ngày. Bước thứ tư, hạn chế các thực phẩm đóng hộp, đồ chiên, rán. Bước thứ năm, không sử dụng rượu bia hay các chất kích thích trong thời gian này. Và bước thứ 6 là hãy tập luyện thể dục thể thao ít nhất 30 phút mỗi ngày và trong 4 ngày trên một tuần. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe. Nếu bạn thích video này, các bạn đừng quên bấm vào nút like và nút đăng ký để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Điều gì xảy ra khi bạn ăn lá lốt mỗi ngày? Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Handmade VN. Quý vị thân mến, tác dụng tuyệt vời từ lá lốt mà rất ít người biết đến. Chúng ta thường nghĩ đến lá lốt giống như một loại gia vị trong các bữa ăn hàng ngày của chúng ta, đúng không nào? Và chúng ta thường thấy nó xuất hiện trong các món ăn chẳng hạn như chả bò cuốn lá lốt, canh chuối nấu lá lốt, chả cá cuốn lá lốt, cà om lá lốt. Nhưng mà rất nhiều người chúng ta lại không biết rằng tác dụng của nó đối với sức khỏe như thế nào. Không chỉ là một loại rau gia vị, lá lốt còn là một loại dược liệu. Nó được coi như một vị thuốc trong đông y. Vậy bạn đã biết lá lốt trị được những bệnh gì và tác dụng của lá lốt trong việc trị bệnh hay chưa? Cách chế biến món ăn từ lá lốt như thế nào thì mời bạn cùng Handmade VN chiêm nghiệm trong video ngày hôm nay. Theo đông y thì công dụng của lá lốt là ôn trung, tức là làm ấm bụng, tán hàn, hạ khí, chỉ thống, yêu cước thống, đau lưng, đau chân, tị uyên, mũi chảy nước tanh, thối kéo dài, trị nôn mửa, đầy hơi, khó tiêu. Trong 100g lá lốt sẽ chứa 39 calo, 4,3g protein, 2,5g chất xơ, 260mg canxi, 980mg phốt pho, 4,1mg sắt, 34mg vitamin C. Và phần rễ của lá lốt còn có chứa benzin acetat và phần lá thân còn có chứa alkaloid và beta-carophyllene. Bạn cũng có thể sử dụng lá lốt tươi hoặc cắt nhỏ mang sấy khô để sử dụng làm các loại trà. Lá lốt được biết đến với tác dụng đầu tiên là trị đau nhức xương khớp. Đau nhức xương khớp xuất hiện những triệu chứng chẳng hạn như là sưng tấy, đỏ, nóng, căng cơ hay cứng khớp
Tình trạng này gây nhiều cản trở trong sinh hoạt hàng ngày, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đau xương khớp, trong đó rất đáng lo ngại là nhóm bệnh lý khớp mãn tính như viêm khớp dạng thấp, viêm cột sống dính khớp, thoái hóa khớp hay gout. Các bệnh lý này nếu như không điều trị sớm và đúng cách sẽ gây ra rất nhiều biến chứng nghiêm trọng như teo cơ, biến dạng khớp và dần dần sẽ mất hoàn toàn khả năng vận động của khớp. Sử dụng những loại thảo dược từ thiên nhiên là một trong những phương pháp bổ trợ cho việc nhanh chóng hồi phục. Với công thức này, mình sẽ sử dụng một nắm lá lốt đem rửa thật sạch với nước, sau đó thái nhỏ. Lá lốt còn được biết đến với tác dụng giải độc và chống dị ứng. Các con vật như rắn, chó, chuột khi cắn sẽ gây nhiễm độc cho bạn. Nếu chẳng may bị cắn, các bạn hãy sử dụng 50g lá lốt tươi, 50g lá khế và 30g đậu ván trắng giã nát, cho thêm 50ml nước lọc trộn chung, sau đó vắt lấy phần nước để uống và đưa đến trạm xá hay bệnh viện gần nhất. Và lá lốt còn có tác dụng đó là điều trị viêm xoang. Bệnh viêm xoang xảy ra khi có sự xâm nhập của các tác nhân gây hại, mà chủ yếu là vi khuẩn khiến lớp niêm mạc hô hấp lót trong các xoang cạnh mũi bị viêm, do một vài tác nhân nào đó khiến cho lớp niêm mạc ở trong tình trạng phù nề, gây tăng tiết nhầy và hệ quả là làm cho các xoang bị tắc nghẽn. Dùng lá lốt vò nát và nhét vào lỗ mũi để những tinh dầu trong lá lốt tác động lên các xoang, sử dụng hàng ngày cho đến khi các triệu chứng được cải thiện rõ rệt. Và đây là toàn bộ phần lá lốt mình có, mình sẽ để sang một bên. Bạn có thích sử dụng nấm hay không? Món ăn này rất ngon khi kết hợp cùng với nấm và lá lốt. Nấm bào ngư các bạn hãy đem rửa sạch với nước muối loãng, vắt khô, sau đó xé nấm nhỏ ra như thế này. Nấm bào ngư có chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất thiết yếu, tương đương với các loại rau xanh chẳng hạn như vitamin D, vitamin B1, B2, B3, B5, phốt pho, selen, kẽm. Đây đều là những chất rất cần thiết cho cơ thể, giúp giảm cân, làm đẹp da và tăng cường sức khỏe. Bên cạnh đó, loại nấm này còn có chứa protein, vitamin PP, glucid, acid folic và các fluorin, acid béo không no, giúp kháng viêm, kháng khuẩn, chống lại các gốc tự do và hỗ trợ ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư. Nó được biết đến với tác dụng đó là nâng cao miễn dịch. Trong nấm có chứa chất chống oxy hóa selen, chất này có tác dụng bảo vệ tế bào trước những tác nhân gây hại, từ đó giúp cơ thể của bạn tránh được các bệnh mãn tính. Bên cạnh đó thì nấm bào ngư còn có chứa những hợp chất như là chất điều hòa miễn dịch, giúp nâng cao khả năng miễn dịch cho cơ thể. Tác dụng thứ hai đó là cải thiện chức năng của não bộ. Nấm bào ngư rất giàu niacin hay còn gọi là vitamin B3, một chất dinh dưỡng rất quan trọng đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và suy giảm nhận thức do tuổi tác. Tác dụng thứ ba là tăng cường sức khỏe tim mạch. Nấm bào ngư có chứa các hợp chất tốt cho tim mạch, trong đó có chất xơ hòa tan beta-glucan. Bên cạnh đó, loại nấm này cũng giúp bạn hạ lượng đường trong máu, giảm chất béo trung tính, giảm huyết áp và mức insulin, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch rất hiệu quả. Và đây là toàn bộ phần nấm mình có, mình sẽ cho vào một cái tô như thế này. Sau đó thêm phần lá lốt đã thái nhỏ vào. Để món ăn được ngon hơn thì không thể bỏ qua được phần nêm gia vị. Các bạn hãy sử dụng 1/2 thìa cà phê bột ngọt, 1 thìa cà phê bột nêm, 1/3 thìa cà phê tiêu đem trộn đều. Bây giờ thêm vào 2 thìa bột chiên giòn và trộn đều, sau đó vo thành những viên tròn vừa ăn. Món ăn này có tác dụng giảm lượng đường ở trong máu do nó có chứa beta-glucan. Đây là chất xơ hòa tan trong nước, có tác dụng điều hòa đường huyết, hạn chế nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Vì vậy, nếu như việc bạn sử dụng các loại nấm sẽ giúp giảm lượng đường ở trong máu và hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một cái chảo gang, thêm một chút dầu ăn và làm chảo thật là nóng và chiên thật vàng món ăn này lên nhé. Đây cũng là một trong những món ăn có tác dụng kháng viêm rất hiệu quả. Viêm mãn tính là một trong những nguyên nhân làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch, ung thư hay tiểu đường. Trong khi đó thì nấm bào ngư có đặc tính kháng viêm mạnh mẽ, từ đó có tác dụng kiểm soát và chống viêm hiệu quả. Và đây là thành phẩm của món ăn này. Đặc biệt nó giòn ngon và giúp cơ thể của bạn bổ sung được một lượng lớn vitamin D, giúp cơ thể của bạn hấp thụ được canxi tốt hơn. Tuy nhiên trong thực dưỡng thì nấm được xếp vào loại rất âm, nên mỗi tuần các bạn chỉ nên sử dụng từ 1 đến 2 bữa nấm như thế này thôi nhé. Bạn thường hay chế biến lá lốt,
và nấm bào ngư như thế nào. Hãy chia sẻ cách mà bạn thường làm để mọi người cùng được biết nhé. Dưới đây là một món ăn rất bổ dưỡng từ bí đỏ mà các bạn nên áp dụng thường xuyên để có được hệ tim mạch khỏe mạnh. 5 bí quyết uống cà phê tốt cho sức khỏe, càng uống càng sống thọ. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Handmade VN. Quý vị thân mến, con người chúng ta thường có xu hướng ăn uống theo cảm xúc và thói quen nhiều hơn là vì chất lượng dinh dưỡng. Nên nhắc đến một loại đồ ăn hay thức uống rất khó để từ bỏ. Bạn có thể sẽ nghĩ ngay đến bánh mì, khoai tây chiên, chocolate, rượu bia, cà phê. Và cà phê là một trong những loại thức uống gây nghiện. Cà phê có lẽ đứng đầu danh sách khi sức hấp dẫn của caffeine khiến nhiều người vẫn bất chấp những tin đồn thất thiệt về cà phê kém chất lượng để duy trì thói quen nhâm nhi một tách cà phê mỗi ngày. Vậy uống cà phê có thực sự tốt cho sức khỏe hay không? Câu trả lời sẽ là không, nếu như bạn lạm dụng caffeine để có được sự tỉnh táo nhất thời mà bất chấp tác dụng phụ của chất kích thích gây nghiện này. Tuy nhiên, bạn cũng có thể trả lời là có nếu như bạn thực hiện 5 cách uống cà phê lành mạnh sau đây. Thứ nhất, chọn cà phê nguyên chất. Các chuyên gia dinh dưỡng thường khuyên chúng ta nên hạn chế cà phê trong chế độ ăn uống hàng ngày vì chất caffeine có trong cà phê có thể gây một số tác hại đến sức khỏe. Nhưng điều này không có nghĩa là bạn phải bỏ cà phê. Thay vào đó, bạn cần lựa chọn cà phê nguyên chất để đảm bảo không lẫn các tạp chất gây hại. Cà phê nguyên chất không pha trộn các loại tạp chất như là đậu rang, bắp rang, cơm cháy rang hay các phụ phẩm khác. Hạt cà phê rang nguyên chất có thể được tẩm rượu, bơ và được ủ trong môi trường nhiệt độ nhất định để tạo ra phong vị đậm đà riêng biệt. Cà phê nguyên chất thường có vị hơi nhạt và nếu uống không quen thì sẽ thấy không ngon bằng cà phê pha trộn, nhưng sẽ tốt hơn cho sức khỏe của bạn. Hãy tránh xa các loại cà phê được tẩm ướp, hương vị tuy ngon hơn nhưng lại hoàn toàn là hóa chất. Thứ hai, không nên thêm đường. Đây có thể là bí quyết quan trọng nhất để uống cà phê một cách lành mạnh và tốt nhất cho sức khỏe của bạn. Thực tế, rất ít người có thể uống cà phê mà không cho thêm đường hoặc sữa. Khi bạn sử dụng cà phê, thậm chí cơ thể của bạn còn hấp thụ đường nhiều hơn cả caffeine. Hãy thử loại bỏ đường ra khỏi ly cà phê, bạn sẽ cảm nhận được hương vị cà phê thơm ngon. Đây chính là lý do tại sao đàn ông thường hay gọi cà phê đen thay vì cà phê sữa. Tuy nhiên, phần lớn phụ nữ lại không quen với vị đắng nguyên chất này. Vậy làm sao để chúng ta có thể cắt giảm lượng đường để phòng ngừa bệnh mà vẫn thưởng thức được một ly cà phê? Hãy thử cho thêm một chút kem ở phía trên. Chất béo có trong kem sẽ làm dịu vị đắng của cà phê. Kem cũng là một chất làm ngọt tự nhiên giúp bạn kiêng đường dễ dàng hơn. Tuy nhiên, các bạn lưu ý không nên sử dụng các loại kem tạo hương thường dùng để trang trí các loại bánh. Các loại kem này được làm bằng dầu thực vật hydro hóa, chất béo xấu, siro bắp và rất nhiều hóa chất độc hại. Bạn nên lựa chọn các loại kem tươi whipping cream không chứa đường do được tách ra từ sữa bò nguyên chất. Tuy giá thành hơi cao nhưng sẽ đảm bảo cho sức khỏe của bạn. Thứ ba, đó là xay cà phê nguyên hạt tại nhà. Đối với những ai nghiện cà phê, mùi thơm tỏa ra khắp gian nhà mỗi khi rang xay cà phê có sức quyến rũ thật khó cưỡng. Nếu như hương vị cà phê nguyên chất và thích tự tay mày mò cách pha chế các kiểu cà phê hệt như ở quán thì các bạn hãy đầu tư mua một cái máy pha cà phê chất lượng nhé. Bạn có thể pha chế cà phê theo nhiều phương pháp khác nhau như là pha fin, espresso, cappuccino, latte, latte. Để đảm bảo sức khỏe, các bạn nên lưu ý cách bảo quản cà phê trước và sau khi xay. Cà phê nguyên hạt cũng giống như các loại hạt khác, sẽ bắt đầu tan rã và có mùi ôi thiêu khi phần bên trong tiếp xúc với oxy và độ ẩm. Chính vì vậy mà các bạn nên bảo quản cà phê ở trong hộp thép tráng thiếc có phủ vernis, bao bì bằng lá kim loại hay plastic ép vào nhau, hay một lọ thủy tinh có nắp đậy thật kín. Thứ tư, uống một ly cà phê mỗi ngày. Bạn uống bao nhiêu ly cà phê mỗi ngày là đủ? Đối với một người nghiện cà phê thì có thể uống từ 3 đến 5 ly mỗi ngày là một chuyện bình thường. Dường như bất cứ khi nào họ cũng có thể uống cà phê được. Tuy nhiên, cà phê có một số lợi ích cho sức khỏe, nhưng nếu như bạn lạm dụng quá nhiều sẽ dẫn đến say cà phê kèm theo các triệu chứng như chóng mặt, nhức đầu, tiêu chảy, tim đập nhanh, mất ngủ. Bạn chỉ nên uống 400mg cà phê mỗi ngày để đảm bảo sức khỏe. Nếu bạn cảm thấy khó khăn khi cai nghiện cà phê, bạn có thể giảm dần từ 4-5 ly xuống còn 2-3 ly trên một ngày. Một mẹo nhỏ giúp bạn có thể giảm lượng caffeine là hãy chia lượng cà phê 1 ly thành 2-3 ly để uống trong một ngày. Như thế thì bạn sẽ không còn cảm giác thèm cà phê đến các khung giờ uống cà phê quen thuộc nữa.
Thứ năm, sử dụng cà phê sau bữa ăn. Hầu hết mọi người đều có thói quen uống cà phê vào buổi sáng. Tốt nhất là bạn nên thưởng thức một tách cà phê thơm ngon sau bữa ăn khi bụng đã có thức ăn lót dạ. Caffeine có thể kích thích cơ thể của bạn giải phóng đường vào máu làm cho tuyến tụy, xuất ra insulin, dạ dày trống rỗng có thể làm giảm lượng đường ở trong máu và khiến bạn nổi cơn thèm đường. Do đó, caffeine chính là một trong những nguyên nhân làm tăng đột biến đường ở trong máu, dẫn đến các biến chứng tăng đường huyết, khiến cho bạn có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Hơn nữa, caffeine có trong cà phê có thể ngăn chặn các cảm giác thèm ăn khiến bạn cảm thấy không đói. Điều này sẽ làm giảm lượng đường ở trong máu và tăng cảm giác thèm cà phê và đường. Thức ăn trong dạ dày của bạn sẽ giúp bạn điều chỉnh đáp ứng lượng đường ở trong máu và kiểm soát cơn thèm muốn một cách dễ dàng. Tuy nhiên, bạn không nên uống cà phê sau bữa ăn tối vì muộn gần với giờ đi ngủ. Để có giấc ngủ ngon và sâu thì hãy tránh dung nạp caffeine khoảng từ 4 đến 6 tiếng trước khi ngủ nhé. Buổi tối trước khi đi ngủ, cứ ăn 2 hạt này, trí não minh mẫn, tim mạch khỏe như voi, ngủ say một mạch đến sáng, thêm 30 năm tuổi thọ. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Handmade VN. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, hãy cùng tìm hiểu về hai loại hạt được sử dụng trước khi đi ngủ khiến cho trí não minh mẫn, tim mạch khỏe mạnh, ngủ ngon đến sáng. Quý vị thân mến, ngủ đủ giấc là vô cùng cần thiết với sức khỏe. Khi bạn ngủ sẽ giúp cho cơ thể bảo tồn năng lượng, phục hồi tế bào, cải thiện não bộ, kích thích cảm xúc tích cực, duy trì trọng lượng cơ thể, duy trì hoạt động của insulin, cải thiện khả năng miễn dịch, cải thiện sức khỏe của tim mạch. Và các chuyên gia cũng đã khuyến cáo rằng thời gian 3 tiếng trước khi đi ngủ là khoảng thời gian vàng để chúng ta nuôi dưỡng sức khỏe. Lúc này nếu biết bổ sung các thực phẩm một cách khoa học và đúng cách thì sức khỏe của chúng ta sẽ có những thay đổi hết sức kỳ diệu. Vậy cụ thể trước khi đi ngủ chúng ta cần ăn những hạt gì, tác dụng của nó như thế nào thì mời bạn cùng Handmade VN chiêm nghiệm trong video ngày hôm nay. Loại hạt đầu tiên đó chính là hạnh nhân. Đây là một trong những loại hạt rất tốt cho sức khỏe của não bộ, tốt cho tim mạch, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, ngăn ngừa ung thư, chống viêm cũng như cải thiện hệ xương khớp. Thành phần đầu tiên trong công thức này đó chính là hạnh nhân. Một giấc ngủ ngon luôn đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe. Các chuyên gia khuyên rằng người lớn từ 18 đến 60 tuổi nên ngủ ít nhất từ 7 đến 8 tiếng đồng hồ. Việc ngủ quá ít hoặc quá nhiều có thể gây khả năng làm tăng nguy cơ trầm cảm, tiểu đường, bệnh tim và các vấn đề về sức khỏe khác. Thế nhưng nhiều người cảm thấy không dễ dàng để có thể ngủ ít nhất là 7 tiếng mỗi đêm. Bạn nên uống gì để dễ ngủ mà không lo các tác dụng phụ như thuốc an thần thì bạn cũng có thể cân nhắc để sử dụng hạnh nhân trong trường hợp này. Nó được biết đến với tác dụng hỗ trợ giấc ngủ. Hạnh nhân rất giàu magie, một khoáng chất cần thiết cho chất lượng giấc ngủ. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y học Orthomolecular thấy rằng khi nồng độ magie của cơ thể quá thấp sẽ khiến cho chúng ta trằn trọc và khó ngủ. Hạnh nhân là loại hạt với nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe và có thể cải thiện được chất lượng giấc ngủ. Hạnh nhân, hạt vừng đã từng được sử dụng trong y học truyền thống của Iran trong nhiều năm để điều trị chứng mất ngủ. Sữa hạnh nhân có nhiều hormone và khoáng chất giúp cho bạn thúc đẩy chất lượng của giấc ngủ, bao gồm tryptophan, melatonin và magie. Trên thực tế thì có khoảng 240ml sữa hạnh nhân có chứa gần 17mg magie. Với công thức này mình sẽ sử dụng 50g hạnh nhân đem ngâm 8 tiếng trước khi nấu. Trong vỏ hạnh nhân có chứa nhiều chất dinh dưỡng, tuy nhiên nó lại làm giảm quá trình hấp thụ và gây khó khăn cho hệ tiêu hóa. Vì thế mà người già và trẻ em thì không nên ăn hạnh nhân mà chưa được bỏ phần vỏ như thế này. Việc bạn ngâm hạnh nhân như thế này giúp cho việc hấp thụ dinh dưỡng sẽ tốt hơn, không gây khó tiêu, đầy hơi hay chướng bụng. Và đây là phần hạnh nhân mình đã ngâm được 8 tiếng. Bây giờ thì mình sẽ bóc lớp vỏ màu nâu này đi nhé. Bên cạnh việc giúp cho giấc ngủ được ngon hơn thì hạnh nhân cũng có tác dụng, đó là hỗ trợ kiểm soát lượng đường ở trong máu. Hạnh nhân là một trong số những loại hạt có chứa ít carb nhưng chứa nhiều chất béo, protein và chất xơ lành mạnh. Điều này giúp cho chúng trở thành một trong những lựa chọn rất hoàn hảo dành cho những người đang mắc chứng bệnh tiểu đường. Một lợi ích khác của hạnh nhân là dồi dào magie. Đây là loại khoáng chất tham gia vào hơn 300 quá trình của cơ thể, bao gồm cả kiểm soát lượng đường ở trong máu. Mặt khác thì 25-38% số người mắc bệnh tiểu đường loại 2 đều bị thiếu hụt magie.
Do đó mà việc bạn bổ sung loại khoáng chất thiết yếu này là vô cùng quan trọng, giúp bạn làm giảm đáng kể lượng đường ở trong máu, đồng thời cải thiện chức năng insulin trong cơ thể. Ngay cả những người không mắc bệnh tiểu đường, khi ăn hạnh nhân thường xuyên cũng có thể làm giảm đáng kể tình trạng kháng insulin, ngăn ngừa hội chứng chuyển hóa mà còn cải thiện được bệnh tiểu đường loại 2. Nó còn được biết đến với tác dụng làm giảm tình trạng cao huyết áp. Các khoáng chất magie có trong hạnh nhân cũng có thể làm giảm hiệu quả của tình trạng cao huyết áp. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các cơn đau tim, đột quỵ hay suy thận. Chính vì vậy mà các bạn nên sử dụng loại hạt này trong cuộc sống của mình. Và nó còn được biết đến với tác dụng đó là làm giảm mức cholesterol, nồng độ lipoprotein LDL cao ở trong máu, hay còn được gọi là cholesterol xấu, là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ra các vấn đề về tim mạch. Một chế độ ăn uống mất cân bằng và không lành mạnh có thể ảnh hưởng lớn đến mức LDL trong máu. Tuy nhiên, một số nghiên cứu đã cho thấy việc bạn tiêu thụ hạnh nhân thường xuyên có thể làm giảm và giải quyết các vấn đề này. Một cuộc nghiên cứu kéo dài 16 tuần ở 65 bệnh nhân tiểu đường đã cho kết quả rất khả quan khi thực hiện chế độ cung cấp 205 lượng calo từ hạnh nhân đã giúp giảm mức cholesterol LDL xuống trung bình 12,4 mg trên deciliter. Ngoài ra thì khi bạn ăn khoảng 45 gram hạnh nhân mỗi ngày có thể giảm mức cholesterol LDL xuống 5,3 mg trên deciliter. Và đây là toàn bộ phần hạnh nhân mình có. Mình sẽ đem rửa sạch lại với nước ở dưới vòi. Bây giờ các bạn hãy đem phần hạnh nhân này đi nấu nhé. Cho toàn bộ vào nồi ủ, thêm vào đó là 500 ml nước, thêm một chút xíu muối biển và đun sôi, sau đó ủ trong khoảng thời gian 30 phút. Loại sữa này có chứa tryptophan tự nhiên giúp làm tăng serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh, mang đến cảm xúc hạnh phúc. Thêm vào đó thì serotonin là tiền chất của hormone melatonin, có khả năng điều hòa giấc ngủ. Nếu như bạn đang là người có chất lượng giấc ngủ kém thì nên cân nhắc để sử dụng loại sữa hạt tự nhiên này nhé. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ đi chuẩn bị nguyên liệu thứ hai, đó chính là bột nghệ. Nghệ khi kết hợp cùng với hạnh nhân sẽ tạo thành một loại sữa có chứa tryptophan, tiền chất của melatonin. Nó có thể giúp tăng mức độ melatonin hormone. Nó sẽ làm cho bạn điều hòa chu kỳ ngủ và thức của cơ thể. Nghệ rất giàu các hợp chất curcumin, có thể làm giảm bớt một số ảnh hưởng của tình trạng thiếu ngủ, giảm viêm, điều trị an toàn các chứng lo âu, trầm cảm. Và bột nghệ đã được biết đến là một loại gia vị không thể thiếu trong mỗi căn bếp của người Việt. Hơn nữa, nó còn mang lại rất nhiều các lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe nhờ vào đặc tính kháng khuẩn và chống viêm. Khi nhắc đến nghệ thì cũng không thể bỏ qua được những tác dụng tuyệt vời của nó với cơ thể, chẳng hạn như ngăn ngừa và điều trị bệnh tiểu đường loại 2, ngăn ngừa bệnh trầm cảm, giảm đau do viêm khớp, chống bệnh Alzheimer hay ngăn ngừa ung thư. Với công thức này, mình sẽ sử dụng một thìa cà phê bột nghệ. Và phần hạnh nhân sau khi mình đã ủ được 30 phút như thế này, mình sẽ cho toàn bộ vào máy xay, thêm vào đó là một thìa cà phê bột nghệ. Nếu bạn là một người bình thường thì có thể thêm đường vào lúc này, còn nếu như bạn là bệnh nhân tiểu đường thì các bạn có thể bỏ qua phần nguyên liệu này nhé. Cho lên máy và xay thật nhuyễn là sẽ có được một thức uống rất bổ dưỡng, không những giàu tryptophan làm tăng mức serotonin và melatonin trong cơ thể, mà nó còn là một trong những thức uống giúp cho bạn bổ sung canxi rất hiệu quả, phù hợp với tất cả lứa tuổi. Mỗi tuần thì chúng ta nên sử dụng từ 1 đến 2 ly thức uống như thế này, không những bổ sung canxi, các dưỡng chất cần thiết mà nó còn thúc đẩy cho giấc ngủ được ngon và sâu giấc hơn. Bạn có thích sử dụng thức uống này hay không và bạn nghĩ sao về cách làm này? Bạn đã bao giờ thử sử dụng hạnh nhân cùng với nghệ hay chưa? Nếu các bạn chưa thử sử dụng, hãy thử làm nhé. Đây là một trong những thức uống rất ngon và mùi vị rất tuyệt vời. Loại hạt thứ hai mà mình muốn nhắc tới ở đây đó chính là hạt mè. Nghe rất quen thuộc rồi đúng không nào, nhưng mè kết hợp cùng với thứ gì mới là điều quan trọng để chúng ta có được một thức uống vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe, lại thúc đẩy giấc ngủ ngon hơn.
Cảnh báo 3 món ăn cấm để qua đêm trong tủ lạnh biến thành thuốc độc rước bệnh vào người. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Handmade VN. Quý vị thân mến, ở nhà khi thức ăn không ăn hết hoặc là đồ ăn nhiều thì việc đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến chính là cất chúng vào tủ lạnh để tích trữ. Tuy nhiên, sự tùy tiện không tìm hiểu kỹ đã khiến cho không ít người mắc bệnh khi sử dụng những loại thực phẩm bảo quản không đúng cách này trong tủ lạnh, vô tình biến chúng trở thành thuốc độc khi ăn, gây bệnh ung thư, giảm đi cả chục năm tuổi thọ. Vậy những loại thực phẩm này là những loại thực phẩm nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Thứ nhất là thịt lợn. Ham thịt lợn sạch, nhiều người tích thịt để đông lạnh ăn dần từ ngày này sang tháng khác. Hiện nay các loại thực phẩm bẩn là một trong những mối lo ngại rất lớn của chúng ta. Trong cuộc sống hiện đại, việc trồng trọt, chăn nuôi ngày càng có nhiều sự can thiệp của công nghệ, hóa chất khiến thực phẩm dần mất đi tính organic. Điều này vô hình chung khiến cho chúng ta tiêu thụ thực phẩm không còn sạch, không còn đảm bảo với chất lượng và tất nhiên chuyện hao hụt dinh dưỡng là điều không thể tránh khỏi. Nguy hiểm hơn, mới đây có một gia đình tại Hàng Châu, Trung Quốc phải nhập viện do ăn thịt lợn để lâu trong tủ lạnh. Thịt lợn sạch hay bất cứ loại thịt nào để trong tủ lạnh quá một tuần cũng không nên sử dụng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm Đại học Bách khoa Hà Nội, hiện nay việc mua thịt lợn sạch rồi để ngăn đá tủ lạnh ăn dần là một thói quen của rất nhiều gia đình, nhất là những gia đình ở thành phố muốn tiêu thụ thực phẩm quê. Thói quen ăn thịt lợn để lâu ngày trong tủ lạnh hết sức sai lầm. Thịt để trong tủ đá càng lâu sẽ càng hao hụt dinh dưỡng, do đó thói quen ăn thịt để lâu, đến tận nửa năm thì giá trị của thịt không chỉ hao hụt mà còn dễ phát sinh nhiều bệnh tật khi ăn. Nếu để quá lâu ngày, thịt dễ gây ngộ độc thực phẩm hoặc làm người ăn bị đau bụng, tiêu chảy, chóng mặt, buồn nôn, nên cơn sốt cao. Theo ông, khi bảo quản thịt thì nên để trong ngăn đá tủ lạnh sẽ giữ được dài ngày hơn, nhưng không nên quá một tuần. Còn nếu để trong ngăn lạnh thì chỉ nên để 2 ngày mà thôi. Với thịt đã qua chế biến có thể để được từ 3 đến 5 ngày. Thịt không bảo quản trong ngăn đá mà để ở ngăn lạnh quá lâu cũng sẽ phát sinh các vi khuẩn gây hại, ăn mòn dinh dưỡng trong thịt và làm mất hết hương vị của thịt. Nhiều người vẫn có suy nghĩ rất sai lầm là cho thịt vào tủ lạnh thì hoàn toàn yên tâm với chất lượng của thịt. Trong thực tế, các vi khuẩn và ký sinh trùng nguyên bản vẫn ở trong miếng thịt đó, dần dần sản sinh độc tố và xâm nhập vào miếng thịt dù cho chúng ta đã để đông lạnh. Ăn loại thịt này về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn và cả gia đình. Thứ hai là chuối. Nghe có vẻ lạ đúng không nào? Vì chuối là một trong những loại trái cây yêu thích của các thành viên trong gia đình, nên bạn thường có thói quen mua số lượng lớn và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Tuy nhiên, đã bao giờ bạn nghĩ về điều này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe hay chưa? Tại sao không nên để chuối trong tủ lạnh? Thành phần dinh dưỡng của chuối rất nhiều, cụ thể phải kể đến chính là 8 loại axit amin thiết yếu mà cơ thể con người không thể tự tạo ra, với 11 loại khoáng chất và 6 vitamin quan trọng. Không những thế, tiền chất triazosin trong chuối còn đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự nhanh nhạy và khả năng học hỏi, điều hòa, hoạt động của tim mạch, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Với nguồn dinh dưỡng dồi dào cùng với giá thành rẻ đã giúp cho chuối trở thành những loại trái cây được yêu thích và hầu như gia đình nào cũng lưu trữ chuối trong tủ lạnh. Thế nhưng theo các chuyên gia, đây là một thói quen không hề tốt chút nào. Khi ở mức nhiệt độ từ 4 đến 8 độ C của ngăn mát tủ lạnh, chuối rất dễ bị thâm đen, biến chất, thậm chí đông cứng và hư thối. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hương vị mà dưỡng chất bên trong chuối cũng sẽ biến đổi tiêu cực, từ đó tác động đến sức khỏe của bạn. Trong thực dưỡng, chuối được coi là một loại thực phẩm mang tính âm, axit nhiều, nên khi để trong tủ lạnh nó sẽ là một loại thực phẩm cực âm. Chính vì vậy mà khi cơ thể bạn bị ốm, mệt hay lạnh, ho, cảm lạnh, cảm cúm mà sử dụng chuối để tủ lạnh sẽ khiến cho bệnh trở nên trầm trọng hơn. Thay vì bảo quản trong tủ lạnh, bạn cũng có thể để chuối tươi lâu bằng cách lựa chọn chuối vừa chín tới, cuống còn xanh và kiểm tra kỹ để chắc chắn không có vết thâm. Chuối cần được bảo quản nơi thoáng mát với nhiệt độ phòng từ 25 độ C, tránh ánh nắng trực tiếp và hơi nóng từ bếp. Chuối được đặt riêng biệt. Nếu lưu trữ chung với các loại trái cây khác sẽ khiến chuối mau chín và dẫn đến úng. Tránh sử dụng túi nhựa bọc kín chuối vì lượng khí ethylene trong chuối sinh ra không thoát được ra ngoài sẽ khiến quả chuối chuyển sang màu nâu đen. Nếu bạn vẫn muốn ăn chuối trong tủ lạnh để thưởng thức thì nên bọc giấy báo, gói riêng từng quả và đặt vào ngăn mát tủ lạnh. Cách này có thể bảo quản chuối từ 6 đến 8 ngày.
Thứ ba, không nên ăn trứng để trong tủ lạnh. Trứng luộc là một trong những món ăn rất yêu thích bởi cách chế biến đơn giản, nhanh chóng và tiện lợi. Thậm chí có nhiều người luộc trứng trước và để đến sáng hôm sau mới sử dụng. Nhưng trứng luộc để qua đêm ăn có tốt hay không? Về khía cạnh đảm bảo an toàn thực phẩm thì bạn không nên ăn các thức ăn đã để qua đêm bởi món ăn đó có thể dễ bị nhiễm khuẩn và gây ra những ảnh hưởng không tốt cho hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, trứng luộc để qua đêm có ăn được hay không còn phụ thuộc vào cách mà bạn chế biến và bảo quản nó. Trứng luộc để qua đêm nhưng không bảo quản trong tủ lạnh thì bạn không nên ăn bởi vì theo Cục An toàn Thực phẩm, thức ăn đã nấu chín an toàn sử dụng trong 2 giờ. Thực phẩm nấu chín để trong môi trường có nhiệt độ từ 4 đến 60 độ C vẫn có sự phát triển của vi khuẩn nên dễ gây ngộ độc thực phẩm. Như vậy, trứng luộc để qua đêm không nên ăn nếu như để ở ngoài nhiệt độ phòng. Với trứng luộc để qua đêm mà bảo quản trong tủ lạnh vẫn có thể ăn được. Tuy nhiên, bạn lưu ý rằng sau khi luộc để nguội, bạn nên cho trứng vào tủ lạnh để bảo quản luôn. Mặt khác, với trứng luộc thì bạn không nên bóc vỏ, bỏ vào tủ lạnh. Bạn có thể cất giữ nguyên lớp vỏ để tăng thời gian bảo quản. Khi bảo quản trứng trong ngăn mát tủ lạnh, bạn nên ăn luôn vào sáng ngày hôm sau. Không nên để quá lâu vì điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng của quả trứng. Nguy cơ tiềm ẩn khi ăn trứng để qua đêm và bảo quản không đúng cách. Theo Cục An toàn Thực phẩm thì vi khuẩn có thể phát triển trong thực phẩm đã qua chế biến ở nhiệt độ từ 4 đến 60 độ C. Chính vì vậy mà trứng luộc để qua đêm nếu không được bảo quản đúng cách trong vòng 2 giờ sau khi nấu ăn và ăn vào sáng hôm sau có nguy cơ ngộ độc thực phẩm rất cao. Các triệu chứng ngộ độc thực phẩm dễ nhận thấy nhất đó là đau bụng, nôn mửa và đi ngoài. Với tình trạng đau bụng, cơ bụng và cơ hoành co bóp mạnh khiến gây ra những cơn nôn để thức ăn trong dạ dày được trào ra ngoài. Đây có thể hiểu là cơ chế bảo vệ tự nhiên trước các tác nhân gây hại của cơ thể. Ngoài ngộ độc thực phẩm, bạn cũng có thể bị rối loạn tiêu hóa khi ăn trứng luộc nếu để qua đêm. Nguyên nhân gây ra rối loạn là do các vi khuẩn xấu tăng lên khiến cho thực phẩm bị lên men trong dạ dày, gây rối loạn quá trình tiêu hóa tự nhiên của cơ thể. Đặc biệt là tình trạng ăn đồ ăn để qua đêm không bảo quản đúng cách có thể gây tiêu chảy, mất nước. Bạn cũng có thể bị sốt nhẹ do nhiễm khuẩn từ thức ăn để qua đêm nếu tình trạng sốt kéo dài không thuyên giảm. Tốt nhất bạn nên đi khám bác sĩ để được điều trị y tế. Dưới đây là một vài món chế biến từ trứng rất ngon và hấp dẫn. Bác sĩ cảnh báo ngủ dậy có 5 dấu hiệu này chứng tỏ cơ thể đã bị ung thư, gan thận đã bị hủy hoại, đi khám ngay kẻo hối không kịp. Quý vị thân mến, hiện nay ung thư là một trong những căn bệnh nguy hiểm và có tỷ lệ tử vong cao nhất ở Việt Nam. Ung thư thường được ví như một con quỷ dữ vì chúng tấn công không chừa một ai, từ người giàu đến người nghèo. Một bệnh nhân nếu đã được chẩn đoán là mắc ung thư, nhất là ung thư giai đoạn cuối, thì dường như đã chấp nhận cái chết và phải chịu rất nhiều những cơn đau đớn đến khốn cùng. Thế nhưng theo các bác sĩ và chuyên gia đầu ngành về ung bướu, thì thực tế là ung thư có thể chữa khỏi hoàn toàn. Nếu mọi người phát hiện ra sớm và muốn phát hiện bệnh ra sớm, thì cần phải căn cứ vào các dấu hiệu. Video ngày hôm nay sẽ chia sẻ đến quý vị 5 dấu hiệu ung thư thường gặp. Theo bác sĩ Trần Vương Thảo Nghi, trưởng khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dấu hiệu đầu tiên đó là sụt cân không rõ nguyên nhân. Dù không đặc hiệu, sụt cân là một trong những dấu hiệu ung thư mà bệnh nhân có thể thường gặp phải từ rất sớm. Nguyên nhân này có thể liên quan cục bộ đến bất thường ở đường tiêu hóa hoặc rối loạn toàn thân do bệnh lý ung thư gây ra. Nếu bị giảm cân đột ngột trong thời gian ngắn hoặc giảm hơn 10% trọng lượng cơ thể nhưng không do bất cứ nguyên nhân cụ thể nào như là chủ động thay đổi chế độ ăn uống, tập luyện để giảm cân hoặc do căng thẳng thì các bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra ngay lập tức. Dấu hiệu thứ hai, mệt mỏi, suy nhược cơ thể. Khối u ung thư thường sử dụng các chất dinh dưỡng từ cơ thể để phát triển và lan rộng, đồng thời cũng có thể tiết ra các chất làm rối loạn quá trình chuyển hóa cũng như rối loạn các hoạt động của cơ thể. Bạn có thể cảm thấy mệt mỏi, suy nhược không cải thiện mặc dù đã nghỉ ngơi, điều chỉnh về chế độ ăn uống cũng như lối sống, đồng thời có những triệu chứng khác như là đau nhức, sụt cân, chán ăn cũng có thể dẫn đến tình trạng này. Dấu hiệu thứ 3, sốt. Tình trạng sốt cao hoặc sốt kéo dài không rõ nguyên nhân có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư, đặc biệt là ung thư máu, nhất là khi tình trạng sốt lặp đi lặp lại và thường gặp vào một thời điểm nhất định trong ngày như là chiều tối hay ban đêm, kèm theo vã mồ hôi hột. Dấu hiệu thứ 4, đau kéo dài. Trong quá trình phát triển và lan rộng, khối u
ung thư sẽ gây chèn ép các mạch máu thần kinh ở mô và các cơ quan lân cận, có thể gây đau, ngưỡng đau ở mỗi người là khác nhau. Vì vậy, nếu như bạn nhận thấy các cơn đau kéo dài, mới xuất hiện và không rõ nguyên nhân, đau không thuyên giảm, khi sử dụng thuốc giảm đau cơ bản hoặc mức độ đau ngày càng nặng hơn, thì các bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra càng sớm càng tốt. Tùy vào từng loại ung thư và biểu hiện chèn ép tương ứng mà vị trí đau sẽ khác nhau. Chẳng hạn, một số khối u ở não có thể gây đau đầu kéo dài và không thuyên giảm mặc dù đã uống thuốc giảm đau, và ngược lại, không phải tất cả các khối u não đều gây đau đầu. Dấu hiệu thứ 5, các vấn đề liên quan đến ăn uống và đường tiêu hóa. Các bệnh ung thư vùng đầu, mặt, cổ và ung thư đường tiêu hóa có thể gây ra một số vấn đề liên quan đến ăn uống. Bệnh lý ung thư vùng miệng, lưỡi, vòm họng có thể khiến cho bạn cảm giác như có gì mắc kẹt ở cổ họng, gây vướng nuốt, nuốt khó kéo dài trên từ 2 đến 4 tuần. Bệnh lý ung thư đường tiêu hóa có thể gây ra các triệu chứng như đầy hơi, chán ăn, buồn nôn, nôn ra máu, đau dạ dày. Vậy làm sao để có thể phòng ngừa được ung thư sớm? Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân thì các bạn hãy nên tự trang bị cho mình một số cách phòng chống ung thư. Có 3 cách phòng chống ung thư rất hiệu quả. Thứ nhất, đó là không hút thuốc. Dù bạn sử dụng bất cứ loại thuốc lá nào, chẳng hạn như thuốc lào, thuốc lá shisha, thì chúng đều có nguy cơ gây đột biến tế bào. Hút thuốc lá có mối liên hệ rất mật thiết với nhiều loại ung thư, bao gồm ung thư phổi, ung thư miệng, ung thư cổ họng, thanh quản, tuyến tụy, bàng quang, cổ tử cung, thận. Ngoài ra, nhai thuốc lá còn liên quan đến ung thư khoang miệng và tuyến tụy. Ngay cả khi bạn không trực tiếp sử dụng thuốc lá, tiếp xúc với khói thuốc thường xuyên cũng được xem là hút thuốc gián tiếp và cũng có thể làm tăng nguy cơ ung thư phổi. Để phòng ngừa ung thư, cách tốt nhất là các bạn nên tránh xa thuốc lá hoặc bỏ thuốc lá. Thứ hai, có một chế độ ăn uống hợp lý. Bên cạnh đó, một chế độ ăn uống hợp lý là cực kỳ quan trọng. Mới đây, có một chế độ ăn uống địa trung hải là một trong những phong cách phòng chống ung thư rất hiệu quả. Phụ nữ áp dụng chế độ ăn địa trung hải thường bổ sung dầu ô liu, các loại hạt, nhờ đó họ có thể giảm nguy cơ ung thư vú. Chế độ ăn địa trung hải tập trung chủ yếu vào các thực phẩm có nguồn gốc thực vật, ví dụ như trái cây, rau củ quả, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và các loại hạt. Những người tuân theo chế độ ăn địa trung hải chọn chất béo lành mạnh, chẳng hạn như dầu ô liu, bơ, cá thay